Bởi vì mình cũng xin chia sẻ với các bạn một tin, không biết là đối với các bạn là vui hay là buồn, nhưng mà ý, mẹ các bạn sắp phải nghe giọng mình rồi. Anh ơi, đánh giá Gam với cả Flash đi. Trời, cái đấy hôm trước mình vừa mới đánh giá rồi, mình có nói một lần rồi các bạn ạ. Và mình cũng có cái nhận định mấy cái kèo đấu các thứ rồi á. Không biết là các bạn đã nghe hay chưa, nhưng mà mình đã có nhận định các cái kèo đấu một cách cũng tương đối là cụ thể các bạn ạ. Nên là bạn nào mà cho xem thì có thể là xem lại một cái trên kênh YouTube của mình, bởi vì mình đã nhận định rất là kỹ rồi nhá. Ừ, update rồi anh ơi, update rồi chứ còn gì nữa. Hợp lý, anh mạnh build dây đi anh, mạnh liền. Ui dồi, các bạn lại không biết là mình có một cái clip chơi dây ở trên kênh YouTube rồi à? Mẹ nó là cái đỉnh luôn đấy, cái dây của mình là cái đỉnh luôn đấy. Vậy thì nói về cái phiên bản mới ngày hôm nay thì chúng ta có những cái gì? Đầu tiên chúng ta hãy nói về đấu trường công lý chứ đi. Đợt tới này thì mình sẽ được vào Sài Gòn bình luận từ những cái vòng playoff đầu tiên, cụ thể là từ ngày 24 tháng 8. Từ ngày 24 thì mình không biết là mình bình luận trận LK với cả Gam hay không, nhưng mà nói chung là mình sẽ được bình luận. Đấy, đại loại là mình sẽ vào mình làm player cùng với mọi người bình luận VCS. Mạnh comeback VCS, we are VCS, we are VCS. Phê quá. Rồi ok, chúng ta cùng đến với cả phiên bản 9.16 để xem là có gì. Và thứ hai nữa là cái phiên bản 9.16 này chúng ta chỉ tìm hiểu là để cho chúng ta chơi thôi nhá. Để cho chúng ta chơi thôi. Còn nếu như các bạn mà thắc mắc là anh ơi, đánh giải chung kết VCS thì có đánh ở trên cái phiên bản 9.16 không ấy, thì Mạnh xin được phép trả lời một cách rất đơn giản với các bạn là không các bạn ạ. Chúng ta không đánh ở trên cái phiên bản 9.16 đâu nhá. Chúng ta sẽ đánh ở trên phiên bản 9.15 hay là 14 hiện giờ thôi nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi, hợp lý. Ok, vậy thì phiên bản 9.16 chúng ta có gì? Đầu tiên chúng ta có một con Pantheon mới, mũi giáo bất diệt, nó đã sửa lại rồi. Cái kịch bản nó cũng sửa lại luôn. Và nếu như bạn nào mà chưa nghe cốt truyện của Pantheon mới ấy, thì các bạn nên nghe đi. Đâu, xem nào. Tiểu sử Pantheon mũi giáo bất diệt đâu rồi, cái clip đâu rồi, mình thề với các bạn mình có thua một cái đoạn clip về con Pantheon này. Đờ mờ. Ê, YouTube Việt Nam eSport TV VETV đi, search như này đi. Mình thua rồi mà sao không 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 cho clip cái tiểu sử con Pantheon mình đọc lên đây. Đậu sành rau muống. Warwick bỏ túi biết chọn gì đây. Irelia siêu phẩm đội hình hư không. Ê, chưa có cái Pantheon này, ok. Vậy lúc nào các bạn mà nghe đội hình Pantheon thì đấy là giọng của mình nhá các bạn nhá. Rồi tiếp, chúng ta có cái gì? Chúng ta có Azir tăng hồi chi OQ về sau, Corki sức mạnh công kích cơ bản và theo cấp đấy bị giảm, nói chung là nerf Corki bản vừa rồi khỏe quá, nỗi đau bỏng cháy 30% mọi cấp độ, W được tăng. Rồi là cuồng bạo đấy, tức là những người mà chơi Dota Mundo bây giờ tăng một điểm W bây giờ vẫn có thể kháng hiệu ứng đến 30% như là tăng tối đa hợp lý. Cuồng bạo hồi chưa 6 giây thì bây giờ giảm xuống còn là 4 giây thôi. Bắp Dota Mundo. Úi xồi, mạnh Mundo trở lại comeback đấu trường công lý chơi Dota Mundo. Nó lại là cái tầm hợp lý luôn. Tiếp đi, Ezreal, giảm sức mạnh đúng rồi. Fiora đội tăng sức mạnh luôn hả? Fiora tăng sức mạnh rất là nhiều luôn á. Zac lại tiếp tục bắp, cả Zac và Fiora, còn Ezreal thì bị giảm sức mạnh. Cái gì đấy? Mình vừa nghe tiếng gì đấy? Cảm ơn Phúc Phan đã ủng hộ Mạnh tháng thứ ba, và cảm ơn Lê Tiến Đạt vừa chia sẻ cái livestream của anh nha. Đây là Bùi Phương Nam, chào mọi người, chào Ngọc Mai. Chưa up ấy anh á? Up rồi em ơi, em đừng có nhầm, vừa mới up xong anh đang update đây này. À đây, nói thật với các bạn, mình vừa update xong rồi. Mình sẽ start tạm cái cửa sổ game mà chúng ta còn nói chuyện với nhau một lúc nữa. Lớp lăng tăng sức mạnh chủ quy hợp lý. Lắc lăng kính phòng hộ, bản trước vừa mới giảm sức mạnh xong, bản này lại phải tăng lá chắn tối đa. Tăng, rồi ok. Bản trước vừa mới giảm xong bản này lại tăng, lỗi vãi trường. Làm ăn này chán nha, chán. Nocturne tăng giáp cơ bản, tao tự đánh cho W, ok, giáp 38, máu tăng, năng lượng tăng, hồi năng lượng tăng, Nocturne bóng đen bao phủ. Tăng 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 tăng, tất cả chỉ số của Nocturne đều tăng. Ý là hãy chơi Nocturne đi. Revenge hồi chiêu tam bộ kiếm được cố định, rồi 12 giây ở mọi cấp độ. Ôi thế này thì hơi bảnh. Hơi lùng, này chính xác là hơi lùng trong Revenge. Cơ thì nộ phương Bắc đột kích băng giá, Sen công kích hoàng hôn các thứ. Ấy, cảm ơn Quang Huy nha, chào tất cả người ủng hộ anh tháng thứ ba, cảm ơn em nhiều. Hello BB, chào Nhân Võ, chào tất cả mọi người. Tí nữa Mạnh sẽ phải chơi các bạn nha, hôm nay Mạnh vẫn chưa nhìn fan cứng, tớ xin lỗi các bạn. Play of anh Mạnh bình luận anh Mạnh ơi, yeah, mình được bình luận, chắc chắn là mình được bình luận play of với các bạn ạ. Hôm qua mình vừa mới nói chung là hỏi ý kiến tất cả mọi người rồi để xem có được bình luận không, thì cuối cùng là câu trả lời là được bình luận. À, tranh thủ trong cái lúc chờ chúng ta hãy cùng nhau mở trứng nhá. Mình đang có 11 quả trứng.
được Nene tặng. Đấy, anh em mình thích xem mở trứng để cho mình số 1 nhá, ủng hộ cho mình cái nhá, cảm ơn mọi người. Đấy, sườn lãnh nguyên hải, ôi đẹp thế. Ôi legendary mà lại 1 sao, legendary 3 sao thì có phải là tươi không? Các bạn muốn có trứng pet cao ấy, các bạn mở trứng nhá. Ui đen vậy, ui đen vậy, chị mẹ nhiều 1 sao vậy, ui 2 sao đi. Nhanh mẹ, còn có con pet mới đổi nó phong phú nào. Các bạn mình đẹp quá nhở, cho con ma 3 sao đấy, cái lồng mẹ. Chưa các bạn ơi, vẫn chưa ra con 3 sao, à con pet mới đâu nhá. Cái đậu, sành, giàu, muống.